ngày 27 tháng 5. 27 tháng 5 là ngày mà Chúa đã sanh con ra trên đất này, trong không gian bao la mênh mông của vũ trụ. Bởi sự hà hơi của Ngài mà sức sống tuôn tràn trong con. Tim con đang cùng nhịp đập với niềm tin mà Đấng tạo dựng đã lựa chọn và biệt riêng con ra giữa muôn muôn nghìn người trong trần gian để được làm con Chúa. Phước hạnh cho con lớn dường nào khi con có cha nhân từ luôn bên cạnh để lắng nghe và chia sẻ, giúp đỡ và chăm sóc từng phút giây trong đời con, từ tâm linh đến thuộc thể. Cảm ơn Chúa, bước đường con qua có nhiều lắm lỗi lầm ở trước mặt Chúa, nhưng Ngài không quay lưng với con. Con cũng đã dùng lời Ngài mà bước đi, nhưng làm theo sự hiểu biết non cạn của mình, thiếu sự tìm biết ý Ngài, thiếu sự soi dẫn của ánh sáng Chúa, lấy sức riêng mà hành động. Do đó, thay vì đời sống gặt được kết quả, thì con luôn thất bại, nhiều buồn phiền đầy ắp trong lòng. Có mục đích hướng đến, nhưng mục tiêu sai trật, làm con không đậu trái mà lại ngã lòng. Cảm ơn Chúa đang thức tỉnh con trong sự dại khờ của mình và nhấc con khỏi nơi thất vọng tối tăm, đem ra ánh sáng. Con được đưa đến chốn của vần đá ngất cao để con được an ủi vỗ về giữa những nguy nan của đời thường làm thuyền con chao đảo, thì uy quyền của Đấng toàn năng trùm phủ trên cuộc đời con, để giữa đại dương mênh mông sóng thét gió gào không có điều nào làm con lo sợ, vì con đang được Chúa yêu thương, đem con vào bến bờ bình yên trong tình yêu Ngài, nơi nương náu êm đềm. Dù ngoài trời đang sấm sét gió giông, nhưng con vẫn nghe ấm cõi lòng, vì hồn thân con đang dựa nương nơi cha chí ấy. Tay con đang trong tay Chúa, để trong sự yếu đuối Chúa nhấc con lên kịp lúc, đặt con vào bóng phước hạnh và cánh bình an. Thời gian qua, con sống với những ước mơ của trần gian. Ngài yêu con ban cho không thiếu thứ gì. Giờ con đang quay đầu trở lại, hướng lòng về thiên đàng. Chúa ơi, đường trần con đi nhiều lắm gian nan, khổ đau đeo mang con không gánh nổi, nhọc nhằn lo lắng mỗi ngày chồng chất, thêm nhiều ưu phiền con cất bước đi. Nặng quá, nhiều nỗi gian truân đang ghì chặt, bao nan đề vướng mắc không sao giải quyết được, nên con yếu đuối đến ngã lòng. Có những lúc ma quỷ rình mò tấn công, xâu xé từ trong cõi lòng với nỗi đau không nói được nên lời. Lúc đó con quên kêu Chúa, lấy sức mình chống lại theo ý riêng, và liên tục con bị thua trận rồi gục ngã. Nước mắt tuôn ra, đầu óc tối tăm, rồi lại lầm bầm than trách. Con đã tự mình đánh mất đi phương cách mà con đã học trong lời Ngài. Hãy nhanh chân chạy đến ngay bên chân Ngài là cha nhân ái, vì ngoài Chúa không có ai khác là người bạn thiết hữu cho con để tâm sự và sẻ chia những ưu tư trong đời. Ngài luôn luôn bên cạnh mọi lúc mọi nơi, và cũng đừng quên rằng Ngài là Đấng chủ tể ban trao mọi phước hạnh, lẫn có quyền để cho phép những phong ba, bão tố, những hoạn nạn xảy đến cho mọi người con dân Chúa, hầu lấy đó để rèn thử, tỉa sửa cho con Ngài. Ai còn vấp ngã, ấy là chưa được trui rèn đúng lửa để trở nên vàng ròng trong tay Chúa. Hãy mặc lấy sự mạnh mẽ vượt lên trên cả mọi gian truân mà đến chỗ thánh sạch để học đòi giống Chúa. Cuộc đua đang bày ra trước mắt, ai dự phần phải mặc lấy lời Đức Chúa Trời làm hành trang bước tới, lấy đức tin làm năng lực cho hành trình theo Chúa được vững vàng,
và cũng không có thế lực tối tăm nào ngăn cản bước con đi tới. Đích đến đã thấy rồi, nhưng đường đi còn nhiều gập ghềnh, chân đi còn có hồi chao đảo. Xin cho con biết trao dâng mọi sự cho Ngài, không giữ lại một chút mãi mai nào của ý riêng mình, để bước đến nhận lãnh mạo triều thiên dành cho con dân Chúa. Cảm ơn Chúa cho con còn trên đất. Xin Chúa cất hết những nỗi ưu phiền bằng niềm vui sức thiên từ cha nhân ái, để mãi mãi con được ở trong Ngài. Tuổi đời thêm lên tình yêu Chúa không phai, được chắp cánh bay vào khung trời phước hạnh, ban cho tâm linh đức tin thêm sức mạnh, vững bước hôm nay, ngày mai và trọn đời theo Ngài.